Hello mọi người, hôm nay mình sẽ review một sản phẩm mình mới đặt hàng, đó là màn hình si máy tính Xiaomi Mi Display Hanging. Cái này là mình đặt trên Shopee với giá 770.500. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người coi. Cắt cái đoạn này bọc lâu quá tục rồi nha. Rồi đây, đây là cái hộp của nó, cái hộp là còn nguyên chưa bóc ra. Hôm nay giờ mình sẽ bóc ra cho mọi người coi. Trung Quốc này là có hộp nhiều rất là đầy, không biết không có đầy không. Bóc ra nha, dẫn cái này tất cả cái điều khiển để chỉnh độ sáng này, cái là đi và cái này là cái dây cáp, này là cái chặn này rất là nặng, cái này là cái bộ đèn này thôi. Thì chắc là màu đen, đen mà rất là một cái màn hình sẽ lắc nó vào này, có cái nút, có cái từ, có cái 500 nó sẽ kẹp vào đây luôn. Rồi mình sẽ kẹp vào đây. Cái dây này, cái này cắm màn hình, lắp nó ra đây. Cái dây này để cắm vào USB, cắm vào đèn. Sẽ được cỡ cái này ra thôi. Cắm trước, cắm vào đây. Đấy. Cắm chắc cắm vào đây. Rồi xong. Đây là mọi người thấy là hàng nó, cái này nó có thể xoay được. Mà sẽ chỉnh xuống đây cho nó rõ. Trong hình của mình nó rõ hơn. Rồi đây là cái điều khiển. Để mình sẽ mở ra. Mở ra làm biết mở tôi đang. Bình tôi đang tắt. Này mở pin kiểu đang mình đang nghiên cứu. Cái này thì mình nè. Mình cách bài mở rồi nha. Cái này mình sẽ bấm cái này và mình sẽ quay bên phải. Bên phải. Cái này con trái. Này con phải. Bên phải là mở rồi. Mở rồi, lại. Mình sẽ mở nha. Không biết phải làm sao. Không biết là mình phải mở một lúc. Rồi cái pin này là của nhà sản xuất tự cài luôn. Pin gì rất là xịn. Này.
sẽ hướng dẫn mọi người cách để điều khiển nha. Thì mình sẽ tắt đèn. Đèn như mọi người thấy, cái này là hiện giờ đó là ánh sáng màu trắng. Thì mình sẽ xoay cái này, muốn mọi điều khiển là thay có chức năng là để tăng độ sáng. Chứ thấy là mình sẽ tăng độ sáng, mình muốn tăng độ sáng thì mình sẽ bấm cái này, mình sẽ bỏ lên tay, mình sẽ xoay, mình sẽ giảm độ sáng lại. Sẽ được kiểu kim đồng hồ, mình thấy thay vì kim đồng hồ sẽ là tăng độ sáng. Đấy, và ngoài ra còn có chức năng là để tăng đổi màu sắc, mình muốn không thích màu trắng, mình đổi sang màu vàng thì mình nhấn nó xuống, nhấn cái này xuống và mình xoay thì nó sẽ đổi sang màu vàng. Bây giờ màu trắng của mình thì mình sẽ nhấn xuống và nó sẽ đổi màu, nhấn xuống là giữ và sẽ đổi màu vàng, và mình sẽ xoay lên chiều kim đồng hồ hoặc cùng chiều kim đồng hồ để điều chỉnh độ sáng. Và mình muốn có lại thành màu trắng thì mình nhấn và giữ tiếp thì sẽ đổi thành màu vàng trắng. Mình ví dụ màu trắng mình đổi sang màu vàng thì mình vừa nhấn mình vừa xoay hay là mình nhấn mình xoay sẽ đổi màu. Còn nếu bình thường mình không nhấn mà mình chỉ xoay thôi thì sẽ điều chỉnh độ sáng thôi. Còn nếu mà mình là vừa nhấn vừa xoay thì nó sẽ đổi cái màu sắc cho mình. Đây là màu trắng, giảm độ sáng này. Còn nếu mình đổi sang màu vàng, đây là vàng trắng, đổi sang màu vàng, đây là màu vàng, giảm độ sáng lại. Rồi đây là bài review của mình. Mọi người có thể like và comment dưới để ủng hộ mình nha. Chào mọi người.